Xin chào các bạn nha. Ở trước mặt mình là có một ngôi làng người Tày rất là đẹp các bạn ạ. Có nhiều ngôi nhà đẹp lắm. Đấy, các bạn cùng mình đi vào trong này chơi xem có gì hay không nha. Đây là một nhóm làng Tày các bạn. Đây ở trên đường nhìn đẹp lắm. Ngôi nhà sàn rất là đẹp này các bạn. Wow, kia có một đàn lợn các bạn. Đàn lợn tên lửa. Ít chạy hết này. Chạy đi đâu đấy? Nhà trong này à? Sao không đánh nữa? Xấu hổ cái gì? Thằng là học sinh thôi. Ủa, trong này nhiều nhà hết nhỉ? Học sinh nhìn thấy thầy giáo à, chạy hết rồi. Nhà cô, cháu đi chơi. Cái suối rồi các bạn, có cái suối. Đây có một cái suối rất là đẹp các bạn ạ. Mình thử đi qua suối xem. Xe các bạn chờ không sợ tí không tránh được. Đấy. Cố đi là không tránh được. Lấy chuối vậy à? Cứ đi. Bên này đường nó bé nên là mình phải dừng đây chờ, không thì xe khổ đi lại tránh nhau được các bạn ạ.
Cái làng đứng ở trên này nhìn đẹp lắm các bạn ạ. Đi ra ngoài đây xem. Đứng ở chỗ này có một cái điểm view về cái xóm làng này rất là đẹp các bạn ạ. Cái này mùa lúa chín rất là đẹp các bạn nhé. Đấy các bạn ạ. Ở cái làng này mùa lúa chín nhìn đẹp lắm. Bây giờ lúa gặt hết rồi các bạn. Có một cái cánh đồng và ở bên trên cánh đồng là các ngôi nhà sàn người Tày. Rất là đẹp các bạn ạ. Được lợp bằng các cái ngói âm dương này. Nhìn đẹp, nó cổ kính. Bạn thấy đẹp không ạ? Tôi quay gần gần cho các bạn xem. Đó. Các bạn thấy bản này đẹp không? Bây giờ mùa đông rồi, do vậy cây cối nó cũng không được xanh tốt nữa rồi các bạn ạ. Mùa thu thì mùa lúa chín thì cánh đồng này rất là đẹp luôn nhé các bạn nha.